Mẹ thách thử ADN con với ba người khác nhau, Vivanh nói gì? Chiều 8 tháng 11, nữ đại gia Bình Dương có bài đăng gây xôn xao cõi mạng. Theo đó, nữ CEO thông báo sẽ livestream bàn luận câu chuyện liên quan đến ca sĩ VO. Cụ thể, nữ đại gia nhấn mạnh, tôi sẽ livestream để hỏi VO xem có dám cho con đi thử ADN với ba người đàn ông này không nè. Dù không chỉ đích danh, song qua cụm từ VO, nhiều khán giả cho rằng nhân vật CEO nhắm tới là ca sĩ Vi Oanh, đôi bên trước đó đã có nhiều hiềm khích. Trước sự việc, Vi Oanh cũng đã chính thức lên tiếng, chụp bài đăng của nữ đại gia, giọng ca 8X gay gắt mắng mỏ. Lại lồng lộn lên rồi, sao không dành thời gian quý giá bên gia đình con cái nhỉ, hoặc giúp việc gì đó tại công ty cho chồng, ví dụ bưng bê tài liệu chẳng hạn nếu không biết đọc văn bản. Mình khẳng định gia đình mình một dòng máu đỏ da vàng, một bố mẹ, chứ không phải như nhà ai đó nha. Sao lại suy bụng ta ra bụng người rồi bắt nhà người ta dùng rắn làm theo ý mình vậy nhỉ? Cách đây 5 tháng, Vi Oanh khơi nguồn trong cuộc khẩu chiến với CEO. Nguyên nhân xuất phát từ thắc mắc của nữ ca sĩ về chuyện làm từ thiện bằng đất thay vì tiền của nữ đại gia. Liên quan đến vụ việc này, mới nhất vào sáng ngày 9 tháng 11, trên trang cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ đăng đàn thông báo. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ chính thức khởi kiện ca sĩ Vi Oanh về tội cố tình xuyên tạc, chống phá quỹ từ thiện hàng hữu, công ty Đại Nam và cá nhân vợ chồng nữ CEO. Bên cạnh đó, khán giả còn đặt tên bà Nguyễn Phương Hằng và Vi Oanh lên bàn cân để so sánh về thế lực, kinh tế của cả hai trong cuộc chiến kiện tụng gây bão suốt nhiều tháng qua. Cuối cùng, khán giả cho rằng phía nữ CEO đang nắm giữ nhiều lợi thế hơn và đồng loạt ủng hộ, tỏ rõ sự tin tưởng dành cho bà Hằng.